Thưa quý vị các bạn, trong thời gian gần đây, Thái Lan có tỷ lệ nữ tù nhân cao nhất trên thế giới. Tình trạng này xảy ra là bởi nhiều phụ nữ ở Thái Lan đang bị đồng tiền làm mờ mắt và họ sẵn sàng trở thành một mắt xích quan trọng để vận chuyển ma túy. Mai, 27 tuổi, đã bị kết án tù 3 năm sau khi cô bị bắt vì buôn lậu thuốc lắc. Bạn trai cô cũng bị bắt vì buôn lậu loại ma túy này. Hiện nay cô đã ở trong tù được 2 năm cùng con trai. Cô hy vọng cô có thể làm lại cuộc đời của mình. Tôi rất hối hận với những việc tôi đã làm. Tôi mong tôi có thể sửa chữa lỗi lầm và làm lại cuộc đời. Hiện Thái Lan là nước đứng thứ hai trong danh sách các nước buôn bán thuốc lắc lớn nhất châu Á, chỉ sau Trung Quốc. Từ năm 2012 đến nay, cảnh sát Thái Lan đã thu giữ 95 triệu viên thuốc lắc, tăng gấp 5 lần so với năm 2008. Cũng trong năm 2012, Thái Lan cũng bắt giữ gần 196.000 đối tượng có liên quan đến việc buôn bán thuốc lắc, trong đó có gần 100 phụ nữ bị bắt giữ trong các đường dây buôn lậu. Số lượng nữ tù nhân tăng cao cũng khiến nhiều trẻ em phải vào tù ở cũng tăng cao. Và giới chức Thái Lan lo ngại số lượng này sẽ còn tăng cao hơn nữa trong thời gian tới.